Chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ nói một chút về những cái lỗi cơ bản mà khi mọi người đang sử dụng cái bếp Cube của Covie này. Thì cái lỗi đầu tiên á, khi mọi người sử dụng, nhớ là mua một cái bình ga Namilac màu xanh như vậy, chuyên dụng này, cho nhà hàng quán ăn này. Mọi người nhớ nhá, bếp Covie này chỉ sử dụng với một cái bình ga mới, chứ bình ga chiết là sẽ không lên. Một vài các bạn mà comment ở dưới bài á là tại sao mà mua cái bình ga gắn vô mà bật bếp này là không lên lửa. Thì ở đây mình sẽ khắc phục bằng cách là khi sử dụng cái bình ga mới, khi sử dụng bình ga mới này mà các bạn cắm vào là lên lửa luôn, mà khi sử dụng cái bình ga chiết lại nó sẽ không lên lửa. Mà cách mình khắc phục để cho lên lửa trở lại thì ở trong cái bếp này nó có một cái van gọi là van an toàn. Mọi người nhìn vào trong này, ở đây này nó có một cái núm như cái nốt ruồi đầu bút bi, nó sẽ ở đây. Ví dụ đây là cái van an toàn, mà khi mọi người sử dụng bếp á, mà cắm vào những cái bình mà nó không đủ tiêu chuẩn á, là cái van này nó sẽ nhảy. Thì cái van nó sẽ nhảy thì cái bếp nó sẽ không hoạt động được. Muốn bếp hoạt động được thì mình sẽ bấm vô cái van này, bấm vào đây, bấm vào ngay đến cạnh một cái là được. Và sau khi bấm vô xong thì mình bắt đầu mình sẽ cắm cái bình ga vô trong bếp. Ở đây cái bình ga này là bình ga mới, mình có thể sử dụng. Ví dụ như vậy, sử dụng bếp thì mình ấn vô, sau đó mình xoay. Này, như vậy. Đây là một trong những bếp Hàn Quốc khá là nổi tiếng. Nổi tiếng cả bên Hàn, nổi tiếng ở bên Nhật, bên Thái Lan, và bây giờ là nổi tiếng ở bên Việt Nam bởi là nhỏ gọn, đẹp. Đó. Sau khi mọi người sử dụng hết cái bình ga thì mọi người bỏ cái bình ga ấy đi chứ không chiết lại. Nếu mà bị chiết lại là kiểu gì cái bếp này nó sẽ bị nhảy áp nha. Ok, đó thì có hai cái lỗi cơ bản đấy thôi, chứ còn bếp này sử dụng là bền vô địch luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ like và subscribe kênh của Mr. Weekend để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Cảm ơn mọi người.